nàng kia, nàng ở đâu lạ mặt mà ngăn đẻo đón đường, mau chống lại một bên cho ta đây thượng lộ. Nè này bác đồng mười lượng, nạt ấy lợi chẳng theo một phân, giữa trong này đón lộ hành nhân, không có tiền thì đất cổ. À nói vậy nàng làm nghề gì? Ăn cướp. Ăn cướp. Ừ. Nè người ta nói nè, nàng là phận con gái, sao không lo thiêu tiểu giá mai mà làm nghề ăn cướp hả? Ế chồng ở giá tới già luôn đó à. Ôi trời ơi, anh nhìn lại anh đây kìa, đổi thấy dung nhan ác nghiệt, chớp nhìn diện mạo anh kỳ côi, cái bộ tướng y hệt như con chồn hôi, con hình thù anh như con chó vật. Bần thần. Hai cái chân của anh thì đi lất khất, cái cặp chân mày ngó ngất ngơ, cái mặt của anh thật là khờ, còn con mắt của anh dường như trơ tráo. Anh đi đâu đó mà cầm thương giác giáo, mà láo táo anh chẳng coi. Con mắt của anh đâu? Con mắt mở tợ cá thồi lồi, sao mà thấy chị hai em hỏng tranh, hỏng tranh, hỏng tranh. Bởi mình quá quỷ nên bắt con nhỏ hầu, nàng chê tôi phải không? Tôi nói cho nàng khen nghe. Khen chứ không phải là chê. Nãy giờ nàng nói đủ thứ hết trơn á. Ừ. Nhưng mà nàng cũng đẹp lắm đó. Khỏi cần nói, đẹp nhất vùng này. Biết rồi, hay tốt, thương bà mà mê bà mà biết mà. Khỏi quảng cáo. Nè, nè, nàng đẹp cỡ bà Chung Vô Diệm thiệt là khó sánh. Trời ơi, sắc gì mà Chung Vô Diệm. Đại trùng gẫm lại chẳng bằng. Thập chị cô hình dạng khó khăn, so nhan sắc. Tôi hơn anh, tôi hơn anh thập bội. Trời gì mà dữ. Tôi hơn anh thập bội nha. Cái tai chị đó, tai chỉ chỏ trong vỏ hầu lìa cội. Rồi nói có mắt tôi hả? Ừ? Mắt tôi là, nãy chơi mắt tôi mắt gì? Mắt mở tở cá thồi à, lồi. À, còn mà mắt lâu liên thị cây cây cây. Còn tiếng thanh tao cũng được lạc bày. Lời chào hỏi như kênh kênh gặp thịt. Đừng mãn rồi lần nẻo tắt. Nào hai đạt đến đường kim nè. Tên gì phá văn bài rồi hai ta ra kiến. Chim cứ nói phụng hoàng, ngã lễ hoa chữ đặc. Con này quá quỷ có học minh thơ. Biết tôi không à, trốn đường đào thọ chức tổng kỳ. Tôi làm quan đó, nếu bằng lòng về làm vợ tôi đi. Tôi lên xe quan lên tôi cưới. Không cần, không có thèm. Bây giờ đi đánh giặc đi với ai? Tôi đi với cậu tôi, còn nói đi với ai? Không lẽ tôi đi mình, tôi cũng đi với cô tôi á. À, vậy là kêu gọi cô với cậu hai người ra nói rồi, chuyện. Vậy? Còn anh với em. Làm gì? Anh với em. Làm cái gì? Vô dàn đờn ngồi coi em kia đánh trống. Rồi, dạ thưa cô. Dạ cô ơi, dạ thưa cô. Cậu tôi đâu rồi? Dạ có hàng. Để đó cho cô đó nha. Dạ thưa cậu. Trời. Cậu ơi. Dạ thưa cậu. Dạ tiền lộ ngộ con gái đó cậu ơi. Dạ. Dục mã quần quần kỹ. Đề thương lắm lắm phi. Đẹp trai quá. Dạ thưa cô. Tổng kỳ. Dạ em thấy rồi nha. Trong ba hồi đổ chập, người ngựa quyết giao kề. Mình đánh không đánh thì mình về. Em thấy rồi nha. Em thấy cái miệng của cô cười chung chung. Dạ thưa cậu. Mình mới ra quay gió, đã gặp nữ cường sang. Con thấy tội nghiệp lắm cậu ơi. Nó đẹp ghê không đó thấy không. Nhưng mà cậu ơi, vừa mới gặp cậu là kinh phong nó giật đó cậu. Đó nó ra cái gì gặp... mà kinh phong giật. Ra cậu ra gặp cậu tôi mắt giật 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 với cái giống mắt tôi ấn chịu quá nha. Tôi giật chứ tôi không có lé. Này nàng kia, ta với nàng không quen không biết, nguyên do gì lại cản lộ tiền, khá nép lại bên đường để cho mổ buôn cương dẹp giặt. Wow. Gì quên rồi Tỳ Nhi. Xa ta thấy mặt vừa khó phân, tử mắt nhìn mỗi tử điểm son, quay nghi dốc dạc vuông tròn, tướng mạo quay hùng gọn ghẽ. Bảo nhắc câu kia và nhắc câu này sao chàng ơi,
thế nào? Chốn gần bụi tứ bề vắng vẻ, rừng núi non muôn cụm cỏ cây, người đi đâu lạc đến chốn này, trong thương kích quay nghi ham hở vậy. Như ta ta với đó không quen không biết, nguyên cho gì lại cản lâu thì khá nép lại bên đường, để cho mổ buông cương dẹp giặc. Khoan, chàng trí dốc tri tầm Nam Bắc, phải nhớ câu cuồng thấu mạc tri, với đó chẳng hay tên gọi là chi, cho thiết biết căn nguyên người giặc. Cũng biết tên của ta, tiền giao chiến cùng Ô Lợi Hắc, hậu xa cơ ta lạc đến chốn này, tiếc ứng luôn vốn thiệt tên đây, nàng mau tránh cho ta thượng lộ. Tiếc ứng luôn? Phải. Tiếc ứng luôn là chàng chẳng thị tì nhi gặp rồi, gặp rồi chàng ơi. Chẳng mấy thổ thư hùng gặp mặt, ít mấy khi loan phụng giao đầu, tiếc công tử đã có nơi nào thả lưới gieo cầu, hay là vẫn phòng không chờ đợi bạn vậy? Hết pin rồi. Hết. Tống Kỳ, ta với nàng không quen không biết, hỏi tuổi hỏi tên, bây giờ hỏi vợ hỏi con, nghĩa là sao Tống Kỳ? Trời ơi con hả? Con nói cậu nghe nè, cậu trả lời đi. Mình nói mình không vợ cho nó sợ, nó cho mình đi, phải không? Nói không vợ, nàng biết vợ con của ta, lắng tai nghe cho kỹ. Tùng Xoáy Mẫu triều đình chinh chiến, tương hùng binh đỡ việc Tây Liêu, thị đường kim chớ định nhân duyên, còn bề thế tử ngói nghiêng nghiệm chích, ta còn nhỏ thì chưa có vợ. Chưa có vợ à? Phải. Mai dữ lắm mà. Tại sao lại mai? Chứ đó chưa vợ thì đây cũng chưa chồng, trong đang nguyện nâng khăn sửa chất á. Nói sao? Thu ơ duyên ơ. Thông cảm, sáng em chưa ăn sáng. Thiên ơ ly ơ ơ ơ năng ơ tướng ơ ơ ơ ngộ. Nàng bảo sao thử duyên thiên lý năng tư ngộ à? Còn ta đối với nàng đấy là vô duyên, đối duyên bất phùng. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Phải. Vô duyên đối diện ta thấy thương liền chứ. Đây ra. Bây giờ có tránh không? Bây giờ thiếp hỏng tránh. Ừ. Nàng tránh đâu không tránh, ta mắng nàng à. Mắng đi, mắng sao? Thứ địa đối đội đeo chân hạ. Ây da. Nàng nhớ câu ốc tắm ao bùn, rắn với rồng khó thể sống chung, gà với phụng ai chàng ai thiếp. Nè, chàng mắng thiếp, thiếp không giận, chứ thiếp nói là chàng giận đó. Mắc gì phải giận? Nghe thiếp nói đây, Ô Lợi Hắc với vốn lạ âm thiếp, dạy thiếp đây ngăn nẻo đấu đường, nguyện cùng chàng một trận tranh thương, để cùng nguyện báo thù quanh trường. Hay, hay, hay à. Đó, với đây là mối cụ thù, chấp thần thương quyết không tha, nữ tướng. Ăn nhiều quá hơi mập rồi đó nha. Trời, sao cho tôi không vú hậu vậy? Này nàng kia, đánh không đánh? Nàng làm gì chứ hả?
Thì thiếp đánh giỏ mà. Giỏ gì? Giỏ này người ta gọi là phê phê thần mỏ. Nàng biết làm gì? Mất cái quà con trai của ta hay không? Trời ơi, cũng có quà nữa hả? Qua có gì? Chứ, qua bông bụp. Qua dạng thọ hả? Ừ, qua cúc luôn. Được, đánh nữa không? Đánh, đánh. Muốn thôi. Đánh cho biết mặt, thử tài ai lại thua ai. Giữ cho dạng mình vàng, kéo thủ xa, lạc đĩa. Chết rồi. Ngô xa thế, ngô xa thế. Bị chốc chi, bị chốc chi. Trời ơi cam tan giả dân thời. Anh hùng lâm đại nạn rồi. Này nàng kia, có ta bắt được giặc giết đi chứ để. Chữ tử sanh kim cổ thường đề. Chính suối đã nương về dương gian ta không thể mở. Giết đi. Giết vàng à? Giết vàng thì rất dễ. Nhưng mà hãy ưng thuận cùng thiếp gá nghĩa ba sinh. Chàng có ba điều lợi. Còn nếu mà không ưng thuận chàng có ba điều hại á. Lợi hại ra sao? Một sự lợi xâm dày tôi chúa. Hai sự lợi phụng dưỡng mẹ cha. Ba sự lợi may đây có con nói dòng dõi tông gia. Còn nếu bằng không á chàng sẽ tuyệt dòng tuyệt giống. Còn ba điều hại? Ba điều hại nữa hả? Hỏi nữa hả? Một sự hại bất trung với chúa. Hai sự hại bất hiếu mẹ cha. Ba sự hại là tuyệt giống không có con nói giỏi tông đường. Chàng chịu không? Chàng chịu hả? Chàng mà hỏi nữa là thiếp giết chàng đó. Bây giờ muốn ta ưng thuận. Đúng rồi, ưng thuận đi rồi thiếp thả chàng về. Đem tài ba giúp sức đường ban. Phải. Được. Ta xin thầy cùng giấy cao dài. Nếu mai sau phụ rẫy tình nàng, gươm trời xuống phân thay lượng đoàn. Thâu ngô bộ phép giải tỏa định thân hô thâu. Này, thật nương tiếc lắm. Thâm hậu đất thành qua chúc chung tình phỉ phận khuyên quyên. Tội thay ô thước bắt nhịp cầu. Hạnh ngộ ngu lan dày chức nữ hồ. Thiên công phối định. Lương tương ư hoàng. Lương tương ư hoàng. Phùng ở Vinh Thọ ở Khang. Vinh Thọ ở Khang. Thật nương Minh quân lương tề ở Táo Phùng ở tề ngộ nàng. Tài tử giai nhân tế ngộ nàng. Hô tiên quên quên. Nhắc lộn nha. Minh sang kim gì đính nàng bảo sao thệ hải minh sang kim gì đính à. Còn ta hôm nay đối với nàng đấy là dạng cô tạo khang. Chí bạc đã
đâu. Thần nương ơi, dạ. Bây giờ còn gặp mặt, chốc lát phải chia xa. Hẹn bản già khúc khải hoạt ca, anh tương lục lệ nghinh hôn giá thu. Này Tiết Lăng ơi, thần nương. Tiết Lăng ơi, chúng ta mới vừa tương hồi, sao giờ đành chàng trở lại đường băng. Ở nơi đây có thiếp trông chờ, hẹn bạn Ngọc ngày mai tái ngộ. Thật nương ơi, chứ đêm nay hỡi hồn nghiêng tay trước, còn rạng mai này kẻ bắt người đông. Thôi thì em ráng đợi chờ anh đâu với soi mẫu, anh tương lục lệ nhìn ngôn giá thu. Tiết Lăng ơi, nay ta phải hồ nghiêng tay chuốc biết ly này, chứ nỗi nhớ chưa nguôi. Lễ lỗ sôi lan can, hoài tình ngâm ly biệt hồ. Nhỏ âm âm kêu thiên thật nương thơ thời ta ly biệt hà nhật hỏi đoan ư chiên chàng ơi lưu luyện sổ căn lưu tận luyện đoạn chàng ta thắng đoạn chàng ư bi nà ơi sơn cách thủy cách tình nan cách còn tính chi nguyện nguyện chi chi tạm biệt.